ba phần. Do cái trong cái đợt dịch vừa rồi này thì cái điều kiện kinh tế xã hội của xã và cái nguồn lực của xã thì nó cũng có giới hạn, cũng đã hỗ trợ bà con phần nào rồi. Tuy nhiên thì bà ở xã thì cũng đã có huy động là các cái nhà hảo tâm, và đặc biệt là chỗ anh Thiện đây, Thủy Thiện thì cũng đã đồng hành hỗ trợ bà con mình rất nhiều rồi. Nhưng ngày hôm nay thì xuống đây là hỗ trợ tiếp tục cho bà con nữa. Thì mong rằng là bà con là sẽ về là cố gắng là làm ăn phát triển kinh tế gia đình mình, rồi thực hiện tốt các phòng chống dịch với chấp hành các chủ trương của đảng nhà nước mình. Rồi chỗ đôi lời chỗ Lý Thiện chắc cũng phát biểu với bà con nhà lại ha. Thiện mến chào cô chú anh chị, con chào bà con. Thì hôm nay nhóm thiện nguyện kênh YouTube Cuộc Sống Quê Miền Tây có đến đây tặng cho bà con 100 phần quà. Thì quà được chú Hứa Văn Búng ở bên Mỹ gửi tặng cho bà con là mỗi người 10 kg gạo với 10 kg khoai ha. Thì của ít lòng nhiều, bà con giúp đỡ bà con phần nào đó khó khăn. Thì số lượng quà cũng có hạn, nơi có 100 phần thôi. Thì bà con lên đây nhận thì có đôi lời cảm ơn nhà hảo tâm giùm con tiếng ha. Này để sau này cô bác gửi cho nữa. Dạ. Thì sau đây lần lượt mình theo hàng ha, rồi cứ lên đây 5 người thì mấy anh em trong xã đó sẽ mời bà con lên. Bà con cứ giữ trật tự đi, cầm phiếu trên tay sẵn đi, ai cũng có quà hết. Cho nên mình đừng có chen ha, để quay phim cho nó đẹp xíu. Rồi con mời bà con nhận quà nha. Rồi. Rồi. Nước gì chưa tiện. Dạ rồi. Lấy hình ảnh chứ bà con có lấy rồi đi vô trong này luôn. Dạ. Nhà hảo tâm giùm con tiếng nha. Rồi bà con nhận đi. Dạ. Rồi. Bà con cảm ơn đi, rồi nhà hảo tâm vui mai mốt giúp đỡ nữa. Ta sẽ hỗ trợ tiếp. Dạ. Bà con mình nữa. Rồi tới luôn. Dạ. Rồi mời bà con nhận quà đi. Dạ. Cảm ơn nhà. Rồi. Dạ. Cảm ơn nhà. Dạ. Hảo tâm nha. Dạ. Rồi phai luôn chú. Đây phai rồi. Mình đi trước thì đứng đâu nè. Dạ. Rồi con mời bà con nhận quà đi. Ô, thêm người đó. Rồi con nhận. Dạ. Đi. Qua đây luôn cô. Rồi con mời cô bác nhận quà nha. Dạ, cho cô xin phép gửi lời dạ. Nhà hảo tâm. Dạ. Rồi chúc bà con mình nhiều sức khỏe nha. Bye luôn chị. Rồi con mời bà con nhận quà nha. Rồi. Dạ. Kêu mấy người nảnh ấy nha. Ngồi đó đi.
rồi mà bà con nhận quà. Dạ dạ dạ. Rồi mà bà con nhận quà. Rồi con mời bà con nhận quà. Dạ dạ dạ. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ. Rồi mời bà con nhận quà đi. Dạ dạ. Rồi mời bà con nhận quà. Dạ vâng, từ từ. À, phần này là 1 triệu bạn của chị Cúc có gửi cho Thiện đó, thì hôm nay Thiện phát tặng cho cô bác già cả lớn tuổi, thì mỗi người về là 100 ngàn. Này con gửi. Dạ 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 dạ. Hai cô cho con bảy hôm nay cho. À, cái này là bạn của chị Cúc ở Canada đã gửi cho bà 100 ngàn ha. Cái này số lượng chỉ có 10 người thôi. Dạ. 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 Rồi mời bà con nhận quà. Đó đâu vậy? Kê. Để trắng quá vậy. Dạ. Trắng quá. Rồi mà bà con nhận quà đi. Rồi nhận đi chị. Dạ. Cái này nhà thầy chở. Thầy có ơn dùng. Phương. Cho mạnh tay khỏe chân. Mở cho dân nghèo khổ. Rồi mời bà con nhận quà nha. Rồi nhận quà đi bà con. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe nha. Rồi rồi. Thank you.
Chào ông bác ra, cháu nó xách tròn nha ông bác ơi. Chúc ông bác nhiều sức khỏe nha. Rồi con mời bà con mình nhận quà đi. Nhận quà đi mấy cô. Dạ dạ. Nói xong được nhà khỏi nhà cứu chú. Tiếp tục phân công lãnh đạo trực 24/24 giờ hàng ngày chỉ đạo tổ kiểm tra, nhắc nhở người dân dàn hàng trong chợ, yêu cầu tiểu thương người mua hàng thực hiện tốt các biện pháp 5K, xử lý vi phạm, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, khuyến cáo hạn chế tiếp xúc. Bác ăn cô bịch gạo với lại một phần khoai nghe cô. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe rồi nhận về đi cô.